Mạnh Thường Quân là không chỉ hỗ trợ mình về tài chính mà còn họ còn rất quan tâm đến sức khỏe và đến chúng. Bạn Doãn Hồng Hà thì nhắn là chúc chú mau lành bệnh. Giờ bạn Phan Huy Cao nhắn là mong chú sớm bình phục. Hay bạn Cao Sương nói là chúc chú mau khỏe bệnh. Chú thành thật xin lỗi ra lại cảm ơn. Dạ. Các Mạnh Thường Quân đã có lòng tài trợ giúp đỡ chú với gia đình. Dạ. Từ chú cảm ơn. Chúc sức khỏe cho mọi người đều được trọng thành trọng đại chú mẹ. Dạ. Trời. Quý con đã có lòng đến nay tâm duyên chú. Chú dạ. Cảm ơn. Dạ. Xin chúc sức khỏe cho quý con đây. Dạ. Dẫn sự bình an. Dạ. Trọng đại chú mẹ bác. Dạ.